Xin chào tất cả các anh em, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cách sử dụng máy đo nhiệt cầm tay của Dahua. Và clip này khá là dài nên mình sẽ chia làm hai phần. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên, ở giao diện của thiết bị, chúng ta ấn giữ nút nguồn để khởi động thiết bị lên. Ở màn hình logo đầu tiên, chúng ta sẽ có logo của Dahua Technology với 4 nút điều khiển chính, nút nguồn, 2 nút lên xuống và nút quay trở lại. Khi khởi động lên thì chúng ta sẽ thấy màn hình nhiệt của thiết bị và chúng ta có thể đo được ngay. Đây là bản đồ nhiệt. Và cái màu nhiệt này thì chúng ta có thể thay đổi ở trong tùy chọn của sản phẩm. Chúng ta ấn nút lên ở cái mục là Temper Setting. Trong này chúng ta sẽ có thể, mục đầu tiên là chúng ta sẽ điều bật hoặc là tắt chế độ là Center Point. Lúc đầu chúng ta có một cái nút nhỏ ở giữa màn hình, nhưng giờ đã tắt đi rồi. Chúng ta sẽ bật lại. Hay chúng ta đang ở chế độ On, chúng ta bật lên. Và chúng ta trở lại màn hình chính thì các bạn thấy là ở giữa màn hình có một điểm đánh dấu và nó có chữ Sen. Ở đây là sẽ là nhiệt độ hiển thị ở cái điểm giữa của màn hình. Chúng ta chỉ đưa thiết bị chĩa vào vật thể những cái điểm mà chúng ta cần đo, chúng ta có thể biết được là nhiệt độ ở đó là bao nhiêu. Thì với thông số của sản phẩm, nhiệt cầm tay này cho phép chúng ta đo ở khoảng nhiệt độ từ 30 đến 45 độ C. Đấy, cái này rất là phù hợp để chúng ta có thể đo các vật thể, những thiết bị điện hay là những khu công nghiệp mà chúng ta cần giám sát nhiệt để kiểm tra xem nhiệt độ có quá cao hay không. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vô phần menu, ấn lên. Ở trong mục Temper Setting chúng ta còn vài thông số nữa. Ở mục dưới chúng ta sẽ có là Color Bar, là cái bảng nhiệt độ màu hiển thị cho chúng ta xem để nhận biết rõ được nhiệt độ nào nóng hay nào lạnh. Chúng ta có thể đổi cái bảng nhiệt độ màu này sao cho chúng ta vừa ý thì thôi. Đây mình sẽ đổi sang nhiệt độ màu này. Và đây trên bảng hiển thị của màn hình sẽ có ngay một cái thanh Color Bar và có nhiệt độ cao nhất và thấp nhất để chúng ta xem. Một vài thông số mặc định chúng ta sẽ để theo thông số mà hãng đã để. Về phần khoảng cách thì ở khoảng cách chúng ta để set được ở khoảng cách từ 0.5m đến 3m. Và ở khoảng cách tốt nhất thì chúng ta nên để từ 0.5 đến 1.5m và thiết bị sẽ đo chính xác nhất. Ở dưới cùng chúng ta sẽ chọn nhiệt độ là độ C, độ F, độ K. Và đây mình để là nhiệt độ C. Rồi chúng ta sẽ qua mục Temper Monitor. Và mục Temper Mode. Ở đây chúng ta sẽ có hai chế độ, đó là Mass Temper Point và Head Detection. Ở mục Head Detection thì thiết bị sẽ tự động sử dụng công nghệ AI để nhận diện khuôn mặt và chỉ đo thân nhiệt ở trong khu vực khuôn mặt thôi. Như này, chúng ta sẽ cùng test thử. Và thiết bị chỉ nhận diện khuôn mặt và đo vùng nhiệt ở trong khuôn mặt của người cần đo thôi. Cái này rất là phù hợp để mà chúng ta đo thân nhiệt của cơ thể con người. Và trường hợp mà chúng ta chọn ở chế độ là Map Temper Point thì tự động trong màn hình của thiết bị điểm nhiệt nào cao nhất, nó sẽ đo điểm nhiệt cao nhất ở trong cái màn hình. Đấy, các thiết bị là những điểm nhiệt mà sáng trên màn hình thì chúng ta tự động đo và thông báo lên. Rồi đó là hai chế độ. Mình sẽ trả về lại chế độ là Head Detection để đo thân nhiệt cơ thể con người. Ở phía dưới chúng ta có mục Alarm. Ở đây mình set ngưỡng để khi mà có nhiệt độ vượt quá bao nhiêu độ thì thiết bị sẽ tự động báo lên âm thanh hoặc là chụp màn hình. Ở đây mình sẽ để là 37 độ 3. Bật chế độ Snapshot và chế độ thông báo lên. Có nghĩa là khi mà đo và có nhiệt độ quá thì thiết bị cầm tay sẽ tự động chụp hình
và phát ra một âm báo tít tít. Và dĩ nhiên là các bạn phải gắn thẻ nhớ cho thiết bị để nó lưu hình. Còn mục này thì các bạn cứ để theo mặc định của nhà sản xuất là được. Cái mục Temper Correction chúng ta để 0.0 độ C để độ chính xác cao nhất. Mục Picture Shot, trong này chúng ta có thể xem lại những bức hình mà chúng ta chụp thủ công hoặc là những bức hình mà camera tự động chụp với các cái ngày tháng rõ ràng cụ thể, chúng ta có thể xem trực tiếp ở trong mục này. Đây, chúng ta cùng xem một vài tấm hình mà chúng ta đã chụp. Và mục dưới tương tự chúng ta có Video Shot. Chúng ta sẽ vào đây để xem kiểm tra các cái file mà chúng ta đã ghi hình. Rồi ở mục dưới là mục video, chúng ta kích chọn vào thì lập tức thiết bị sẽ tự động ghi hình. Các bạn sẽ thấy là cái mục Rec này đã hiện đỏ, có nghĩa là cái màn hình này đang ghi liên tục. Ấn quay trở lại thì cái nút Record sẽ tắt và chúng ta sẽ có một video ghi hình liên tục màn hình nhiệt của thiết bị cầm tay. Quay trở ra, chúng ta qua mục tiếp theo là mục System Setting. Ở trong mục này, mục đầu tiên là USB Option. Chúng ta lựa chọn vào. Ở đây chúng ta có hai chế độ, đó là chế độ PC Review Mode để kết nối máy tính để xem hiển thị cái màn hình của thiết bị cầm tay lên màn hình to và rõ hơn. Mục phía dưới sẽ là mục để kết nối với máy tính để xem thông tin trong thẻ nhớ. Tiếp theo chúng ta có thể tùy chỉnh thời gian, độ sáng của màn hình và Auto Maintain, và chúng ta có thể điều chỉnh chế độ là chế độ tự tắt màn hình hay là tắt thiết bị để tiết kiệm pin. Tiếp theo là Restore Default và Reset thiết bị. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến mục System Info. Ở trong này sẽ có tất cả thông tin của thiết bị cầm tay, ví dụ như là tên thiết bị, version, SOSN và thông tin pin. Và cuối cùng chúng ta sẽ có mục là thông tin của thẻ nhớ. Trong này chúng ta sẽ có là biết được là dung lượng thẻ nhớ, số tấm hình đã chụp và các thông số khác mà chúng ta có thể default thẻ nhớ ở trong mục này. Quay trở lại màn hình chính của chúng ta với tất cả 4 nút trên màn hình, rất là dễ thao tác. Ngoài ra chúng ta có một nút cò để bấm. Khi chúng ta bấm 2 lần thì thiết bị sẽ tự động chụp hình, và khi chúng ta bấm 3 lần liên tục thì thiết bị sẽ tự động record. Và chúng ta ấn 3 lần nữa thì thiết bị sẽ tắt ghi hình. Mình cùng thử nhé. Đây mình sẽ chụp hình, ấn 2 cái. Thiết bị sẽ báo là có một capture này, đã capture được hình ảnh. Rồi, chúng ta sẽ ghi hình liên tục, ấn 3 lần liên tục. Bạn thấy đấy là sẽ thấy mục record ở trên màn hình. Và chúng ta ấn 3 lần cái nữa là thiết bị sẽ kết thúc ghi hình. Rồi chúng ta trên 4 nút này chúng ta sẽ xem nhanh được các bức hình mà chúng ta đã chụp. Nút lên là sẽ làm menu, nút quay trở lại. Nút dưới thì chúng ta sẽ vào nhanh cái mục để xem các bức hình mà chúng ta đã chụp. Chúng ta chọn và xem những bức hình mà chúng ta đã vừa rồi chụp. Đấy. Và chúng ta sẽ ấn lên xuống để chuyển giữa các bức hình. Thao tác rất là tiện. Ngoài ra thì nút nguồn còn có một chức năng nữa là tắt nhanh màn hình của thiết bị. Chúng ta chỉ ấn một cái và để tắt nhanh cái màn hình, giúp tiết kiệm pin cho những khi chúng ta không xài. Và khi mà chúng ta muốn tắt hẳn thiết bị thì chúng ta sẽ nhấn và giữ nút nguồn. Đấy, như này là thiết bị sẽ tắt.